Galaxy. Dạ, sao cái này cũng Lemo Galaxy. Sao mình biết nó không? Sao mình dạ. biết nó là Lemo? Dạ. Bây giờ coi như là nuôi cá với cái tư cách là mình đam mê. Thành ra mình cứ mình tìm nhiều loại chừng nào là tốt không chừng ấy thôi. Thì tôi có thể tôi kiếm được từ 200 ngàn. Dạ. Có khi thì dưới bữa nào nhiều thì kiếm được 400-500. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ để tìm về một vua cá ly thi ở miền Tây này cô bác quý anh chị. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ, con chào ông. Dạ. Dạ, hôm nay thì con đến đây con tìm gặp ông. Dạ. Con biết ông qua những cái phóng sự mà nuôi cá ly thi à? Dạ. Đây là cái khu cá của mình đó không? Dạ, đây là cái chỗ mình nuôi cá. Dạ. Ồ, ông đang bật đèn lên kìa. Ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 85 rồi. 85 tuổi. Dạ. Rồi ba? Ba thì cũng 80 nhưng mà ba cho năm nay 83 nhưng mà ba mất 2 năm rồi. Dạ. Dạ. Ông thì sống với ai? Bây giờ sống ở đây với 4 đứa gái với 6 đứa cháu ngoại. Ờ, nhà ngoài trước này là của mình đó không? Dạ. Dạ. Ông làm cái nghề nuôi cá này được bao lâu rồi? Dạ, đúng là năm nay là 71 năm. 71 năm? Dạ, 14 tuổi rồi mình nuôi nó luôn á. Wow. Mình nuôi rồi mình đam mê nó luôn, cũng như Lân cũng vậy. Dạ. Dạ. À, 71 năm? Dạ, 14 tuổi tôi cũng bắt đầu tôi dẫn đồ Lân đi đó. Ông năm nay là 80, dạ. 84 hả? Dạ, năm nay 85 rồi. 85. Ồ, tình yêu cá tuyệt vời. 71 năm, dạ. Trong ngày Lân với ngày nuôi cá. Dạ, con mời ông qua anh đó đi. Dạ. Ha. Con ông đi, ông phải dịnh một cái tay, ông đi trước đi ông. Dạ. Ông phải dịnh cái cây trên này là cô bác của anh chị vì tuổi cao sức yếu. Tại sao ông thứ mấy không? Ông thứ mấy? Dạ thứ 9. Thứ 9. Dạ. Rồi ông 9 là năm nay là cái này mình bán cá là đỡ không ông? Thì nói đúng ra hồi mà trước á thì dạ. Nuôi cá là tôi nhờ nuôi cá mà tôi cũng tương đối để mà nuôi được 9 đứa con. Dạ. 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 Nuôi 9 đứa con ăn học luôn. Dạ. Nuôi 9 người con ăn học nhờ nuôi cá luôn. Dạ, vừa nuôi ăn học rồi tôi nuôi cá rồi. Tôi hồi xưa cũng là cổ học sinh Phan Thanh Giảng. Dạ. Hồi đó mình học sinh Phan Thanh Giảng là mình học phải học dữ lắm chú ơi. Dạ. Thi 13.000 thí sinh mà lấy có 200 thí sinh rồi. Dạ. Thành ra chú muốn vậy chú phải làm sao mà chú đánh gần 1.000 đứa chú mới vô được. Dạ. Mà tôi vô 2 lần rớt nhưng mà lần thứ 3 là 1959 tôi mới vô được trường Phan Thanh Giảng. Nhưng mà tại ông nuôi cá, ông chơi cá từ năm 14 tuổi hay là ông nuôi từ năm 14 tuổi? Dạ. Có nghĩa là con ông đi đá cá ly thia từ năm 14 tuổi hay là ông chơi? Dạ, thì hồi đó thì đó đúng rồi, hồi đó chỉ có cá thi thi ta mình chứ còn không có cá thi thi sim nữa. Dạ. Rồi sau một thời gian 4-5 năm sau thì bắt đầu mới có cá thi thi sim. Dạ. Rồi ông nuôi như thế ông vui gì nhiều không ông? Ông vui nhiều không? Nuôi hồi đó nuôi dữ lắm. Nhưng mà không bằng bây giờ, nó đúng ra đó nó nuôi dữ nhưng mà bởi vì mình cái nhà mình mà mặt tiền á. Dạ. Thì mình chỉ có khoảng đâu chừng cỡ khoảng chừng 30-40 thước vuông à. Rồi mình nuôi trong những cái khạp rồi kia đỏ đó. Rồi khi mà về đây đó tôi mới phát triển nhiều. Mỗi một ngày là thu nhập tiền cá là ông bán được khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng chừng 10 năm trước á thì một ngày mình có thể mình kiếm 300-400 ngàn, 400-500 ngàn. Nhưng dạ. mà bây giờ thì không còn, bây giờ thì nói đúng là giờ hồi trước á, Cần Thơ rồi đó chỉ có 6-7 người nuôi cá thi thia thôi. Còn bây giờ hàng mấy trăm chỗ, hàng ngàn chỗ rồi. Thành thử ra chia đều hết, thành thử ra bây giờ trung bình một ngày á thì tôi có thể tôi kiếm được từ 200 ngàn. Dạ. Có khi thì dưới bữa nào nhiều thì kiếm được 400-500. Dạ. ông chỉ có đam mê với cá ly thia thôi hay là tất cả các loại cá khác luôn? Tôi nuôi nhiều loại lắm nhưng mà cái 2 năm nay đó nuôi cá mấy con cá mà tiêu cá ba đuôi đó. Dạ. Bán chậm rồi ra mình thấy mình nuôi nó lỗ rồi ra tôi bỏ, tôi mới bỏ khoảng tới năm nay à. Dạ. Chứ hồi trước á cá rên chu rồi này cái nọ đó. Dạ.
nuôi con nào ông lấy 300-400 gram con đó. Bây giờ không có nuôi nữa. Mỗi một ngày là coi cá là ông vui lắm hả? Tôi bây giờ tôi nói thật cho chú bây giờ nghe là nói đúng ra nó cái máu đam mê thôi chứ còn cái vấn đề tiền bạc thu nhập cũng không thành vấn đề. Chỉ có cá tôi bán được là tôi thấy tôi vui rồi. Còn lời nhiều lợi ích cũng không thành vấn đề nữa, tôi nói thật đó. Nhiều khi mấy cháu nó lợi đó. Dạ. Nó mua cá nhiều khi nó không có tiền nữa. Cho không lương nước con hai con về nó chơi. Dạ. À, hôm nay thì con đến đây thì ông có thể giới thiệu cho con một số loài cá của ông nuôi được không? Dạ, bây giờ cái những cái con cá này phải không? Dạ. À, cá này thì bây giờ những con cá mà mình nuôi đó. Ở đây là cá bùn gôn. Này là lia lia à, bùn gôn, bùn là hòn bi đó, gôn là vàng đó. Dạ, là nó tròn tròn giống như hòn bi. Nghe hòn bi vàng. Dạ. Đây này cô bác anh chị. Đó, nó một đống ở dưới luôn á. Dạ. Rồi. Còn bên đây không? À bên này. Bên đây là cá gì ông? Bên đây là Koi Galaxy với Limo Galaxy. Ồ, ông đọc tiếng Anh hay ghê luôn á. Dạ. Tên cá là tên nước ngoài không heo không ha? Dạ. Nhìn mấy con cá đẹp lắm luôn nè. Hồi đó mà chú học phan tên giảng á. Dạ. Chú phải đếm sao nó rất chuẩn chứ không phải như bây giờ đâu. Dạ. Dạ. Ờ. Ông là tổng cộng được bao nhiêu hồ? Ờ, hồi đây là tôi nói chú nghe. Hồi khi mà tôi về đây tôi nuôi á. Dạ. Là từ phía bên đó đó nha. Là từ ở ngoài đó vô tới trong này đó 30 cái. Dạ. Rồi còn cái chỗ này đó là 16 cái. Hồi đó tôi về đây tôi ở cái nhà lá chỉ có 3 thước với 7-8 thước thôi. Rồi sau thời gian ở đây là hoàn toàn tôi về đây hoàn toàn là trụng nước chứ không có chỗ nào là đất khô. Mà tôi lấp tôi làm riết mà tới bây giờ từ tôi về đây là năm 1981 cho nó 1999 á là tôi mới làm nghĩa là lắp tường đối lắp ở dưới này rồi tôi xây hồ lên đó. Dạ. Rồi ông đam mê cá gì á? Bà có la không lúc mà bà còn rồi. Sống á? Tôi đam mê cá, tôi nuôi 9 đứa con mà bà la tôi cái gì? Bà còn đốt thúc thêm nữa. Dạ. Dạ. Rồi bên đây là cá của ông đây hả? Cá bên đây là cá trưởng thành đi không? À, cá này thì bây giờ những con cá nó đã lớn lên rồi đó. Dạ, là ông chiết ra những... lớn rồi thì mình đưa lên trống mình chiết ra những cái chậu để như thế này. Để tôi rút cho nó đá bóng rồi chứ. Dạ, một con như thế này là bán bao nhiêu tiền không? Ôi ông cụ kìa. Ờ, à, có thấy trơn à. Ồ nó đẹp quá heo ha. Mỗi con như thế này là ông bán bao nhiêu tiền? Một con này nếu mà tôi bán đúng giá là từ 200 tới 300 ngàn một con. Dạ. Nhưng mà ở đây đặc biệt tôi bán 100 ngàn một con à. Dạ. Chỗ khác là phải 200 trở lên. Ôi ôi. Nhìn đẹp ghê luôn á. Cái con này tên là gì ông? Cái này là Limo Galaxy. Dạ, sao cái mình này cũng Limo Galaxy. Sao mình biết nó không? Sao mình dạ. biết nó là Limo? Dạ. Còn bên đây nè. Hàng dưới này là Koi Galaxy. Dạ. Ừ. Đẹp ghê á. Bạn nào mà có muốn về mua nuôi cá lê thia về trại của ông Chính ở ngay thành phố Cần Thơ. Được showbiz nghệ tỉnh không Chính ha? Dạ. Con này tên gì ông? Cái đó là Koi Galaxy. Tại sao con này kêu là Koi mà con này kêu là Gala Limo không? Dạ, bởi vì cái Koi Galaxy đó nó cái màu của nó cái chấm của nó nhỏ mà nhiều. Dạ. Dạ, còn cái này cái sọc đây nó chỉ cái màu chánh của nó Limo Galaxy thì nó chỉ có chánh 3 màu. Màu vàng, màu đỏ, mặt xanh hoặc là trắng. Dạ. Nó chỉ có 3 màu thôi. Dạ. Hay là chú dòm chú thấy nè, thấy không? Đó. Hay ha. Còn cái này là coi là nó chấm coi nhiều màu hơn. Coi nó cái hộp nó chấm nhỏ 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 nó chấm đều. Dạ. Dạ.
Ờ, tổng cộng là nó có bao nhiêu dòng cá li thi không? Bây giờ nói đúng ra là không biết, không biết là bao nhiêu là giống rồi đó. Bây giờ nè, cái những cái giống mà thường mình xài á, là bây giờ đó là cái bằng cá, mình gọi tiếng Việt mình là gọi cá phương. Dạ. Nhưng mà cái con cá phương nuôi tròn á, thì gọi là half moon. Half là phân nửa, moon là cái mặt trăng. Dạ. Dạ, đó là con cá phân nửa mặt trăng. Dạ. À, còn mình kêu cá phương, nhưng mà kêu theo tiếng Anh ta nói là half moon. Dạ. À, còn cái tiếng ba beta đó, tiếng Anh là ba beta là con cá thi thi. Dạ. Rồi nhiều khi ta hỏi cái ba beta mình, nhiều khi mình không để ý á, mình là không có, tới chừng sau này mình biết là ba beta là con cá thi thi. Thì ba beta thì nó có nhiều dòng. Ví dụ như bây giờ cái này mình kêu cá thi thi, nhưng mà cá thi thi coi galaxy, thi thi lemo galaxy, và thi cơ thi phân si, rồi rét phân si. Nhưng mà ông rất là nhiều dòng cá này, thì ông thích nhất là cái dòng cá nào? Nói đúng ra dòng cá đó mình không có thích. Bây giờ coi như là nuôi cá với cái tư cách là mình đam mê. Thành ra mình cứ mình tìm nhiều loại, chừng nào là tốt không chừng ấy thôi. Càng đa dạng là càng thích. Dạ, à? Dạ, càng nhiều cá là càng tốt. Dạ. Cái tuổi của ông là cao sức yếu như thế này nè, ông có, ông nuôi cá, ông có thấy khỏe, gặp cá lội ông thấy khỏe hơn không? Dạ, tôi nói đúng ra bây giờ tôi nói chú nghe nè, nếu mà bây giờ á, mà tôi không có vận động á, thì tôi sẽ thấy một ngày một yếu dần. Dạ. À, bây giờ tôi nói thẳng với chú á, tôi chạy xe đạp mỗi buổi sáng á, tại vì tại cũng phải là 10 cây số, là mình đi xúc lưng quăng, xúc trước nước á, rồi mỗi buổi sáng mình vận động như vậy đó. Rồi trưa rồi mình cũng xúc hồ cá, rồi mình làm cái này cái kia trong cái vấn đề cá đó. Thành thử mình thấy mình vận động hoài, mình thấy con người mình bình thường, khỏe, không có yếu ớt như người ta. Ồ, hiện nay ông Chính cũng còn đi xúc trứng nước luôn hả? Tôi xúc trứng, ra ngoài xúc trứng nước tôi đi xúc luôn. Dạ, hiện nay ông đi xúc luôn? Dạ. Vâng. Rồi khi nào mà không có trứng nước thì mình mua, còn lau quăng thì tôi không có mua, lau quăng thì tôi tìm chỗ này không có, tôi tìm chỗ khác thì cũng có. Dạ. Ông Chính ra cho con ra coi những cái hồ đằng sau với. Ông cho con ra coi những cái hồ đằng sau dạ, với. Dạ, chú cứ đi dài dài ra sao? Dạ, con đi với ông Chính nha. Ông Chính dẫn con đi nha. Dạ. Thôi để cho ông Chính ông che cái miếng cái này lại cô bác của anh chị. À, ông Chính năm nay 85 tuổi rồi. Nhưng mà cái sức khỏe của chú, ông á bị tự nhiên trời ơi, chú vô đây là chú giúp đỡ tôi là tôi cảm ơn dữ lắm rồi. Nhưng mà vì cái tình ở đây này nói đúng ra bây giờ cũng cả mười mấy hai chục mạng mà lên cái này cho tôi đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà vì cái Hậu tình Giang cũng có. Nhưng mà vì cái tình yêu đối với cá mà ông Chính có thể là sống với theo cái đam mê mà ông Chính có thể khỏe như thế này, thì có một lời khuyên từ Bùi Hồ đó là cô bác quý anh chị mà các bạn trẻ trẻ mà các bạn mà thấy đam mê một cái việc gì đó, trong cuộc đời ai cũng được một lần sống và một lần chết, nên thấy đam mê một việc gì đó thì cứ làm đi, không sao hết, sai thì mình sửa thôi, nhưng mà đừng phạm pháp là được rồi. Ở đây là cá gì ông Chính? Đây là cá gì ông Chính ơi? Cá này là cá bugon cũ. Dạ. Ủa đằng sau nữa kìa. Cái hồ đằng kia thì ông Chính được gọi là ông Chính là vua cá li thi luôn á. Tại vì ông Chính là nuôi đến nay là cái ông Chính nuôi là 70 mấy năm rồi, 71 năm rồi. Cái này là rồng đỏ tím. Rồng đỏ tím. Dạ. Kìa, nó lội nhìn đã ghê không? Nhìn nó lội thôi là thấy cũng mê rồi đó. Cái này là nó chưa trưởng thành không Chính? Dạ. Cái này là nó chưa trưởng thành. À, cái nó trưởng thành đó chứ. Dạ. Nó có bị lớn thôi. Đó, nó bự bự vậy cả đó là bắt đầu nó đẻ rồi đó. À, con này là con cá... Cá trống, cá trống thì cái màu đẹp đó. Còn cá mái thì nó hơi đen với cái đuôi nó bự. Mà cái mình nó gấp đôi, gấp ba cá trống. Cái này lê thê luôn không Chính? Ủa bên đây nữa nè. Nhiều lắm luôn á. Nó hai bên nó cũng tương đối nhau.
Nhiều lắm luôn á, con thấy là một đống luôn nè. Ồ. Cái giống này là giống Blue Tower. Dạ. Blue là xanh. Blue Tower. À. Cái này là nuôi bằng nước mưa hay nước máy ông Chính? Dạ. Ông nuôi bằng nước mưa hay nước máy? À, cái này mình nuôi nước máy. Dạ. Nước máy là mình phải có xử lý không Chính? Mình có xử lý không? Khỏi mình mấy cái ngày mà ổng mà xúc hồ thì mình không có làm. Còn mấy ngày thường thì mình khi mà ổng không có xúc hồ đó thì mình lấy nước đó. Dạ. Đây là cái chậu ông Chính xây luôn. Cái này là những cái hồ để mình cho đẻ cá cái thìa con. Hồ ép. À, hồ ép cá. Dạ. Ở đây có con cá trống cá mái không Chính? Có kìa, đi thi con trong đó rất là nhiều luôn. Ông Chính có lời khuyên nào đối với các bạn trẻ không? Ông có lời khuyên nào đối với các bạn trẻ không? Nói rõ chút. Ông Chính không phải đeo cái trợ thính á, tại ông Chính lấy đuổi. Dạ. Ông Chính có cái lời khuyên nào với bạn trẻ không? Bây giờ thì mình nói đúng ra mình, nếu mà mình ở trong nghề á thì mình có khuyên thì cũng khuyên về vấn đề cá ấy. Thì nói đúng ra thì nếu mà mấy cháu nào mà thấy thích chơi cá thì nó có lợi cho mấy cháu thôi. Còn nếu mà mấy cháu mà thích những cái gì khác thì nhiều khi nó có hại. Ví dụ như bây giờ thấy có số mấy cháu chơi điện thoại rồi đó. Thì thấy hồi nhỏ tôi đi học á, chỉ có mấy người lớn mới là đeo kính cận thôi. Còn bây giờ tôi thấy học sinh bây giờ 10 đứa thì hết 6-7 đứa mang kính cận rồi. Hồi đó kiếm một người kính cận không ra. Còn bây giờ mấy cháu 6-7 tuổi cũng đeo rồi. Tôi năm nay là tôi 85 tuổi, tôi coi báo, tôi trở về đời sống, tôi đâu có coi báo, tôi coi đâu có đeo kiếm. Dạ. Rồi con ông Chính ra đằng kia đi lối bên kia nữa ha. Dạ, còn hai cái hồ đánh đó kìa, chú thấy không? Đó rồi bây giờ tôi đương cái định làng á. Dạ. Rồi, gặp được ông Chính là ông Chính truyền lửa cho những người mà sống theo đam mê á. Là một vua cá li thi luôn á, phải gọi là một bậc tiền bối người tổ. Ông Chính là không có khi nào mà thấy được người nào mà một cái tình yêu vô cùng đặc biệt như là ông Chính nè. Nuôi hơn 70 năm, gần hết một đời người dành cho việc mà nuôi cá li thi luôn. Hãy như cái trên là Hep Moon đó. Ờ còn đó là Hep Moon. Cái phướng đó thấy không? Cái phướng nó dài đó là Hep Moon đó. Ờ em là sao với ông Chính? Dạ em đi mua cá với vậy trứng nước đó, anh thường là qua đây mua thức ăn về cho tụi nó ăn. Ờ em qua đây coi với ông Chính, em cũng đam mê hả? Dạ. Ờ em nhà gần đây không? Dạ cũng gần. Em thường mua cá của ông Chính không? Dạ qua đây thì giờ mình coi cá nào đẹp thì mình vớt về. Con cả em ở nhà có bộ sưu tập của em có nhiều cá chưa? Khoảng mười mấy con à. Ừ. Một con đắt tiền nhất là khoảng nhiêu tiền? À. Em nuôi để đá hay là để cho nó lội chơi thôi? À, nuôi để cũng như là ép ra để mình nuôi chơi á. À. Đá thì mấy loại cá này đá thì nó gách đuôi nó xấu. Ừ, nuôi cảnh thôi ha. Dạ. Rồi anh chúc em sức khỏe nha. Dạ. À, qua đây tiếp tục qua đây qua cái khu của ông Chính nè, cô bác của anh chị. Hôm nay gặp ông Chính phải nói là truyền thêm một cái động lực đam mê sáng tạo á. Ôi, con cá này đẹp ghê ha. Nè không? Cá này cá gì ông Chính? Cá này hồng kiếm. Ôi, có đồ vớt lên không? Con vớt lên coi. Đợi ông Chính lấy đồ vớt lên đó, cô bác của anh chị. Bên đây nữa nè. Ồ, mấy con trứng nước á. Lăng quăng. Ồ, đã ghê á. Trong đó nó kìa. Đây. Cho con Chính vớt lên nè. Con cá này là hồng kiếm không Chính? Hồng kiếm. À một con như thế này là bao nhiêu tiền hay ông Chính ha? Cái này thì mình bán cặp 50. Dạ. Một cặp gồm một con trống và con mái. Làm sao mình biết được con trống và con mái không Chính?
À, cái gì? Con này là con trống hay con mái? Cái con đó con mái, vì cái đuôi của nó là nó không có một cái cây dài ra làm sao? Dạ, nó không có kiếm à. Chạy lẹ dữ. Chạy lẹ dữ. Một cái khu đằng sau mà chính con nuôi nè. Ồ, nó phóng là luôn kìa. Cá trống á. À, con cá trống là nó có kiếm mà có đuôi dài rồi sao nè. Còn con cá mái à. Nó không có. Cá mái nó không có cái đuôi dài ra sao. Con cá mái cái bụng nó bự hơn cá trống luôn. Dạ. Thôi mình thả nó xuống đi. Con cá này nó lên nước không sao, cá cảnh á nó lên nước không sao đâu. Và để nó vẫn bình thường. Nó có cái đuôi dài đẹp à. Ừ. Dạ. Không? Đẹp ghê á. Cá này làm cảnh là hết sảy luôn ha chứ. Mái à. Dạ. Rồi. Đây. Rồi, con cảm ơn chính rất là nhiều. Qua bên đây mình coi cái có cá tai tượng lớn nè. Ở đây ông Chính nuôi cá cảnh mà, cá này nuôi cảnh hay thịt? Ông Chính. Đây có cặp cá sấu mùa dịch nè. Dạ. Cặp cá sấu mùa dịch đó. Dạ. Con bằng bắp dế rồi dài ra hai con. Khi mà đến đây á thì cái việc mà đam mê cá thì ông Chính tận dụng mọi thứ hết à. Còn ông Chính cứ nuôi. Đó, cá nào thích lấy thấy thích là ông Chính nuôi à. Dạ, bây giờ thấy cái thứ nào mà ta nói có loại giống nào mới mà bán thì mình mua, giá nào cũng mua, mua mình lấy giống. Mà đây ở đây tôi bán cá đâu không phải như là cái dạng mà tính cho cao. Ví dụ giờ tôi mua cặp cá đó là khoảng 2 triệu, thí dụ vậy đi. Rồi tôi cho nó đẻ rồi tôi tuyển ra cũng được vài chục cặp. Thì tôi tính bây giờ cặp cá đó là mình bán ra sao bán chừng 4-5 triệu được rồi. Mình mua phải 5-6 tháng thì mình lời được 2-3 triệu. Đó. Chứ người ta nhiều khi ta mua con cá 2 triệu đi. Hết chừng nữa đẻ đó, ta bán 500-600 con. Ta lời cái mấy chục triệu luôn đó. Mà ông Chính có truyền cái nghề nuôi cá này lại cho con cháu không? Họ bây giờ không có đứa nào nó chịu quá. Bây giờ mấy đứa lớn thì nó làm ăn lớn hết rồi. Giờ thằng con thứ năm thì nó có cái xưởng mộc. Còn cái thằng con thứ hai thì bây giờ nó là có cái nghề lái tàu, nó sửa máy, nó lái xà lan. Rồi thằng thứ lớn thì giờ nó ở tuốt ở ngoài Vũng Tàu. Còn thằng thứ năm thì nó ở bốt số 10 nha. Còn mấy đứa con gái thì nó đúng là đứa nào nó cũng có cái nghề, nó sống nó ổn định. Thật ra giờ cái coi như cuộc sống nó là đứa nào cũng cơm no áo lành hết. Thôi con chào ông Chính con về nha. Dạ cảm ơn chú nhiều lắm nha. Dạ qua đây để coi trước khi về với ông Chính, chia tay ông Chính đi về thì qua đây mình mượn cái vợt ông Chính vớt một cái loài cá này lên cho cô bác quý anh chị xem. Cá này vô cùng đẹp luôn nè. Hả? Con mượn cái vợt nha ông Chính nha. Ai? Loài cá này gọi là gon cái gì gon quên mất tiêu rồi. Bigon. Đó. Đây. Đây. Cái loài cá bigon này cái màu vàng của nó sặc sỡ, gon là vàng đó cô bác quý anh chị. Đây, đẹp lắm luôn. Con cá này là bao nhiêu tiền ông Chính? Ông Chính ơi. Con cá này bao nhiêu tiền? Cá đó một cặp 50.000. Ồ, nè. Rất đẹp ha. Cá đó cá trống nó nhỏ hơn cá mái, cá trống nó bằng một phần nửa hoặc là bằng phần ba cá mái à. Nhưng mà vây kỳ nó đẹp ghê á. Dạ. Thôi thả nó xuống ha. Rất là nhiều luôn, phải nói là cực kỳ nhiều nhưng mà đây. Đây nè. Con cá này là cũng con cá trống luôn không Chính? Tôi thấy con cá mái thường thường nó lớn, nó có đây. Bụng. Cá đó cá trống. Dạ. Ở nhiều lắm. Nói chung là một trong một cái khu nhỏ như thế này nè cô bác quý anh chị. Diện tích thì nó cũng không lớn lắm nhưng mà ông Chính lại tận dụng xây được thành rất là nhiều cái hồ. Và với tình đam mê của mình thì ông Chính có thể làm được tất cả. Cô bác quý anh chị mà có xuống Ninh Kiều thành phố Cần Thơ thì hãy ghé số 150 hẻm 150 đường số viết Nghệ Tỉnh
ghé tham quan cũng như là ủng hộ cho ông Chính nha. Rồi con chào ông Chính, con về chúc ông Chính một sức khỏe dồi dào, luôn có một tình yêu đặc biệt đối với cá. Hẹn gặp lại ông Chính ngày gần nhất khi con xuống Cần Thơ. Tôi cũng chúc chú vui vẻ khỏe khoắn. Dạ. Chúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sang. Dạ, cho con. Gia quyến an nhàn hạnh phúc giàu sang. Cởi chân bắt tay với ông Chính cái nha. Rồi con chào ông Chính.